chào quý cô chú và các anh chị. Và trong ngày hôm nay, đầu tháng 12 năm 2020 này thì Quyên sẽ chia sẻ và giới thiệu đến cô chú và quý anh chị ba bộ bàn ghế được làm từ một dòng chất liệu là gỗ cẩm lai tự nhiên cao cấp, một loại gỗ cực kỳ là đắt giá và giá trị. Và ba bộ bàn ghế mà ngày hôm nay Quyên giới thiệu á, sẽ mang ba phong cách với cái kiểu dáng thiết kế rất là độc đáo và lạ mắt. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào ba bộ bàn ghế đó nhé. Đầu tiên thì đến với bộ đầu bàn kiểu trống. Thì bộ này được thiết kế với dạng kiểu trống rất là lạ mắt này, với những cái đường vân cẩm lai tuyệt đẹp. Với cái bộ kiểu trống được làm từ chất liệu gỗ cẩm lai này á, thì chúng ta có thể đặt phù hợp với mọi không gian. Thì sau những cái giờ mà làm việc vất vả thì gia đình có thể quây quần bên nhau, ngồi trên cái bộ cẩm lai kiểu trống này để trò chuyện, và hoặc là có thể là quây quần bên nhau để uống trà hoặc là tâm sự, rất là tiện lợi. Và cái mức giá của em này là 29 triệu đồng, một mức giá cực kỳ là hợp lý. Và với cái bộ kiểu trống cẩm lai này thì là gồm một bàn và 6 chiếc đôn nhỏ, rất là nhỏ gọn và phù hợp. Và chúng ta sẽ đến với bộ bàn ghế thứ hai nha. Đến với bộ bàn ghế thứ hai đây. Đây, một thiết kế kiểu dáng rất là độc đáo và lạ mắt. Thiết kế kiểu tựa lưng là trúc nho. Bộ này thì gồm một bàn, 4 chiếc ghế đơn và 2 chiếc đôn ngồi như thế này. Rất là nhỏ gọn và đẹp. Ghế ngồi thì cực kỳ là thoải mái. Với kiểu thiết kế như thế này thì mang lại một ý nghĩa là đem đến cái sức mạnh. Đây, những thân cây trúc và những cái đường dây nho đây uốn lượn quanh nhau, chạm rất là sắc nét luôn ạ. Cái độ kênh bông cực kỳ cao, rất là đẹp. Cũng được tuyển chọn từ những cái gỗ cẩm lai, những cái đường vân gỗ nè. Ở mặt bàn thì cô chú và quý anh chị nhìn lên màn hình cũng có thể thấy được những cái đường vân gỗ của gỗ cẩm lai. Với cái bộ này thì chúng em niêm yết với mức giá là 68 triệu đồng, gồm một bàn, 4 chiếc ghế đơn và 2 chiếc đôn ngồi. Tiếp theo sau đây chúng ta sẽ đến với cái bộ thứ ba. Bộ bàn ghế kiểu móc húng. Chắc hẳn là cô chú và quý anh chị nhìn lên màn ảnh thì cũng có thể thấy được cái sự tinh tế rất là đơn giản của cái chiếc ghế ngồi móc húng như thế này. Và với cái bộ này thì em thấy là khi mà mình ngồi vào thì nó vừa phù hợp với là cái vóc dáng của người Việt Nam mình. Rất là phù hợp, rất là nhỏ gọn. Với cái em này thì được tuyển chọn từ những cái vân gỗ bắt mắt và cực kỳ đẹp. Thiết kế đơn giản, bàn thì rất là to, chúng ta có thể uống trò chuyện với nhau quanh cái bộ này. Cũng sở hữu với số lượng món lên là 7 món. Một bàn, 4 chiếc ghế đơn và 2 chiếc đôn ngồi. Và với cái mức giá của em này là 80 triệu đồng thì cô chú và quý anh chị có thể sở hữu ngay một cái bộ bàn cẩm lai kiểu móc húng và cực kỳ giá trị và đẳng cấp như thế này. Và vừa rồi là tất cả ba bộ bàn ghế được làm từ dòng chất liệu là gỗ cẩm lai cao cấp và được bán bày bán hiện tại ở chi nhánh là 783 Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Nếu quý cô chú và anh chị nào yêu thích và muốn sở hữu ngay một trong ba bộ thì hãy đến ngay với địa chỉ trên và có thể liên hệ với em qua số hotline là 0869 131 780 gặp Quyên để được tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý cô chú và các anh chị trong những video sau. Cảm ơn và chào tạm biệt.